Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thực sự mà nói thì dạo gần đây mình rất là muốn quay video, nhưng mà y như rằng mỗi lần mình định quay là mặt mình lại lên bao nhiêu mụn. Và đến tận hôm nay thì mặt mình đã có vẻ hơi đỡ lên một chút. Thế nên là mình đã quyết định ngồi đây tranh thủ cái khoảng thời gian quý báu mà mặt mình đang ít mụn thì mình đã quay video cho các bạn. Và bởi vì mình đã không có video mới trong một khoảng thời gian khá là dài, và vì thế hôm nay ở đây có rất là nhiều những cái món đồ mình mới pick up gần đây. Và hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn unbox và nhìn sơ qua những cái món đồ mình vừa pick up là gì nhá. Hãy cùng bắt đầu đây nào. Món đồ đầu tiên mà mình pick up là một cái áo t-shirt màu trắng. Chiếc áo này của hãng Common Culture và size medium. Chiếc áo này thì là một chiếc áo t-shirt ngắn tay, có một cái print có ghi là cut classic ở đây. Và điều đặc biệt mình thích ở chiếc áo này đó chính là cái mặt sau. Mặt sau của cái áo này có cái chi tiết rất là đẹp, và đây chính là lý do mình rất là thích cái áo này. Chiếc áo này mình đã mua trong cái chuyến đi chơi gần đây ở Urban Outfitter với giá là 15 đô, cũng không quá là đắt cho một cái áo phông. Mình có cảm giác là mình rất là thiếu áo phông trong mùa hè, thế nên là những cái áo t-shirt là những cái món đồ mình rất là cần thiết bây giờ. Và vị trí thứ hai đó chính là chiếc áo hoodie này. Chiếc áo hoodie này là collaboration giữa Gosha và Mami Cho. Mặt trước của cái áo hoodie này chỉ là một cái mặt đen trơn thôi, tuy nhiên là cái mặt sau mới là điều đáng kinh ngạc. Các bạn nhìn đây. Wow. Rất khá là giống những cái áo Benty, nhưng mà thực sự là mình không hề biết là đằng sau này nó ghi gì. Mình rất là thích cái phông chữ Nga này, nhìn rất là lạ. Ngoài ra ở cánh tay thì có một dòng chữ bằng màu xanh nữa. Chiếc áo này tuy đơn giản nhưng mà cái fit rất là đẹp. Cái fit rất là đẹp luôn. Một điều duy nhất mình không thích ở chiếc áo này đó chính là cái dây này, cái drawstring này, cái bản dệt này không hề đẹp một tí nào. Nếu mà được thay đổi thì mình sẽ lấy cái dây như kiểu cái dây dày hình tròn ấy. Cái dây đấy sẽ rất là đẹp. Và chiếc áo hoodie vừa rồi thì mình có mua thêm một chiếc áo hoodie màu đỏ nữa. Chiếc áo hoodie này là của Hanes, không biết các bạn có thể nhìn thấy không. Chất liệu thì rất là tuyệt vời. Hanes là một trong những cái hãng bán đồ basic tương tự như Gildan. Tuy nhiên là mình đã từng sở hữu một cái áo hoodie Gildan rồi, và mình đánh giá là cái form của Hanes này đẹp hơn rất là nhiều so với Gildan. Theo mình tìm hiểu thì hoodie của Hanes có hai loại. Loại thứ nhất là loại Eco Smart, và loại thứ hai này đó chính là Ultimate Heavyweight. Loại đầu tiên là loại Eco Smart thì có cái form khá là ôm hơn rất nhiều so với cái loại thứ hai này. Loại thứ hai là loại Heavyweight thì có cái form khá là baggy, khá là thùng thình, khá là oversize. Và mình nghĩ thực sự là cái form này đẹp hơn rất nhiều. Như mình nói ở trước thì những cái dây như kiểu cái bản tròn như thế này sẽ rất là đẹp hơn với những chiếc hoodie. Các bạn có thể nhìn mà xem, đẹp và hợp hơn rất nhiều so với cái dây bản dệt như vừa nãy. Mình cảm nhận là hoodie không phải là một cái món đồ cho mùa hè. Tuy nhiên bên mình mùa hè vẫn là những cái ngày 13, 12, 15 độ. Thỉnh thoảng có những cái tuần nóng chói chang, nắng chảy mỡ ra, thì đùng một cái lại có một ngày âm u và đầy gió. Thế nên chuẩn bị một cái áo hoodie là không bao giờ thừa. Nếu mà các bạn nhắc đến mùa hè thì các bạn sẽ nhắc đến những cái màu sắc sặc sỡ. Và dạo gần đây mình rất là thích cái màu đỏ, thế nên là hôm nay có rất là nhiều món đồ màu đỏ. Và chiếc áo này là một trong những cái món đồ đó. Đây là chiếc áo Burning Monk của Soulvenir. Soulvenir là một trong những cái logo brand mà mình phải nói là chú trọng rất nhiều đến thiết kế. Ở đằng sau cái áo này thì có một cái câu chuyện ở đây. Và các bạn nào muốn tìm hiểu về cái câu chuyện này thì hãy tìm hiểu về cái brand Soulvenir này. Mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới. Ở bên trong thì có in hướng dẫn và có cả bằng tiếng Việt luôn. Chiếc áo này mình mặc size medium. Ngoài chiếc áo đấy ra thì mình còn có một chiếc áo hoodie nữa, cũng là của Soulvenir luôn. Chiếc áo này có tên là Hoàng Sa Trường Sa. Đầu tiên cái form thì chiếc áo này có một cái fit rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy là có một cái hình print ở trước ngực. Ở đằng sau thì là trơn. Tuy nhiên là cái điểm mà mình thích nhất đó chính là cái mũ này. Cái mũ này thì có một cái hình print rất là đẹp. Và trong của áo thì làm bằng cái chất liệu vải bông, sờ rất là sướng luôn. Mình rất là thích những cái áo hoodie mà có chất liệu vải bông ở bên trong. Tiếp đến là một cái hãng thời trang mà có lẽ là các bạn đã quá quen thuộc qua những cái video trên YouTube, hoặc là những cái quảng cáo trên Facebook hay là Instagram. Và đó chính là Minimal. Gần đây thì Minimal đã có liên lạc với mình và đã gửi cho mình một số những cái món đồ để mình có thể dùng thử. Và sau đây là những cái món đồ mà Minimal đã gửi mình để mình có những cái đánh giá khách quan nhất để gửi cho các bạn. Và trước khi bắt đầu thì mời các bạn nghỉ ngơi trong giây lát sau ít phút quảng cáo. Bạn bị vợ bỏ, bạn bị người yêu chê, các bạn muốn mặc đẹp như những high beast, nhưng các bạn là học sinh, sinh viên, kinh tế không cho phép, hay đơn giản chỉ là các bạn có quá nhiều điều phải lo trong cuộc sống? Đừng lo, đã có chúng tôi với đội ngũ sản xuất và thiết kế hàng đầu thế giới. Chúng tôi, Minimal, sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn. Với trụ sở đặt ở Los Angeles và kinh nghiệm lâu năm của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những bộ quần áo tuyệt vời. Đặc biệt với kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi đã và đang sản xuất ra những chiếc quần jean hàng đầu thế giới. Các bạn đang sở hữu những chiếc quần đắt đỏ của Fiacot hay là của ESL, vứt ngay vào thùng rác và hãy mua quần của Minimal. Chất liệu co giãn, vải tấm mồ hôi, thiết kế trẻ trung năng động, chúng tôi có tất cả. Trời nóng quá,
Tốt gì mình có một bộ đồ minimal thoáng mát để mặc ngay bây giờ. Tiêu chí của chúng tôi là rẻ, đẹp và phí ship. Anh nào vẫn bỏ được chê, mua minimal vợ mê suốt đời. Hãy sử dụng code POPPER10 để có thể giảm giá 10% tất cả các mặt hàng ngay hôm nay. Hãy nhanh tay đặt hàng ngay thôi vì số lượng luôn luôn có hạn. Minimal không để bạn thất vọng. Món đồ đầu tiên mình có ở đây lại là một chiếc áo hoodie nữa. Chiếc áo hoodie của minimal này chất liệu khá là nặng với cái màu kem và đây là size medium. Chiếc áo này là chiếc áo basic hoodie và mình sẽ để link tất cả những cái món đồ mình có ở bên dưới. Fit khá là rộng, thế nên là các bạn nên xuống một size. Chất liệu cũng không phải là quá tồi, khá là tốt so với giá tiền. Độ nặng khá là nặng và một cái form khá là thùng thình, khá là oversize. Và đặc biệt là cái màu sáng như cả màu kem như này rất là phù hợp cho những cái ngày nóng nóng mùa hè. Tiếp đến là một cái quần jogger, một quần sweatpants của minimal. Chiếc quần này cái form mình phải nói là khá là đẹp, một cái form mà mình tìm kiếm khá là lâu rồi. Cái form mà như mình đã nói những cái video trước, cái phần ở cổ chân khá là mỏng, khá là ngắn. Form của cái quần này là mình liên tưởng đến form của những cái quần easy. Tuy nhiên là mình nghĩ là cái drawstring ở đây khá là thừa thãi. Mình có cảm nhận là hầu những cái quần nào của minimal cũng cố gắng để cho cái drawstring này vào. Tuy nhiên là mình thấy không hợp cho lắm. Tiếp theo lại là một chiếc quần sweatpants nữa. Và chiếc quần này có tên là Everyday Tonal Training Sweatpants. Chắc chắn mình sẽ để link bên dưới. Chiếc quần này thì có một cái dải bằng vải bông như ở vải khăn tắm chạy dọc theo cái thân quần này, cũng có drawstring. Chiếc quần này size S và thực sự là mình đã thử mặc cái quần này lên rồi. Form của cái quần này phải nói thật là không hề đẹp một chút nào. Và chiếc quần này cái chất liệu khá là giống với cả chiếc áo hoodie và bên trong cũng giống y hệt. Tiếp đến là một cái quần mà mình nghĩ là rất là hợp style của mình. Chiếc quần crop pant này cái form khá là đẹp, gấu cực kỳ đẹp luôn. Tuy nhiên có một cái như mình đã nói là cái drawstring này cực kỳ thừa thãi. Nếu mà các bạn không thích như mình thì các bạn có thể tháo cái drawstring này ra, hoàn toàn ok. Chiếc quần này cạp thì là cạp chun nhưng không phải là cái cạp đóng cúc như bình thường. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nếu mà các bạn hơi rộng, hơi chật một chút, không sao cả. Và tất nhiên là từ trước đến nay thì minimal đã nổi tiếng với những cái quần jean. Tuy là mình không mặc quần jean nhưng mà mình đã hỏi minimal gửi cho mình một chiếc quần jean để mình có thể cảm nhận là chất liệu là như nào. Quần jean của minimal khá là đẹp. Chiếc quần này có cái code là S43. Quần này được làm bằng chất liệu co giãn. Chiếc quần này là một chiếc quần skinny jean và mình đã order để phòng khi mà những cái dịp đặc biệt, những cái dịp mà cần lịch sự mình sẽ có thể mặc được. Tại vì thực sự là các bạn khó có thể mặc được những cái quần baggy để đi những cái tiệc trang trọng, thì chiếc quần này sẽ là một cái giải pháp tốt hơn là những cái quần baggy mình hay mặc. Ngoài ra thì chiếc quần này còn có cúc đóng thay vì khóa quần. Tại vì khi ngồi cái phần cúc đóng này sẽ không bị lồi lên so với những cái bản khóa kéo thông thường. Tuy nhiên mình làm con người khá là lười, thế nên là những cúc đóng này khá là bất tiện, khá là mất thời gian. Ngoài ra thì chiếc quần này còn có đi với cả một vài những cái món đồ đi kèm như là những cái cúc. Mình không biết là sau khi giặt thì nó sẽ như nào, nó có mềm ra, có mất form không. Nhưng mà cho đến bây giờ thì vẫn khá là tốt. Cái mùi quần jean này là mình liên tưởng đến những cái quần bó hip hop ngày xưa mình mặc. Mùi rất là giống, mùi y hệt luôn. Mình có từng nói là chất liệu của minimal thực sự là không được tốt. Tại vì trước đây mình đã có order một cái áo này, một chiếc áo long tee của minimal. Và thực sự chất liệu nó không hề tốt một chút nào luôn. Cái áo này mình mặc rất là ít luôn. Và chiếc cái cổ áo này nó đã hơi giãn rồi. Và hơn thế nữa thì chiếc áo này rất là dễ nhầu. Mỗi lần mình giặt xong là chiếc áo này phải gọi là nát bét luôn. Chiếc áo này là một chiếc áo long tee và mình mua chắc phải 1 năm trước rồi. Và chắc chắn là mình sẽ không mặc những cái thể loại áo này nữa. Thế nên là hôm nay mình sẽ có một DIY cho các bạn. Và đó là hết những cái phần quần áo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến giày dép và phụ kiện. Ngoài những cái món đồ quần áo mà minimal đã gửi cho mình thì minimal cũng đã gửi cho mình một cái này, cái hộp này. Trên nắp hộp thì các bạn có thể nhìn thấy logo minimal. Phải nói là cực kỳ tối giản luôn. Đây là một đôi boots, một đôi boots của minimal. Thì mỗi chiếc boots này sẽ được đi kèm với một cái dust bag. Cái đóng gói của minimal phải gọi là mình thấy rất là ưng, chất liệu khá là giống với cái khẩu trang y tế ở Việt Nam. Cách đóng gói rất là cẩn thận. Các bạn nhìn thấy này, một cái miếng bìa cắt tông ở đây để có thể giữ được cái form và trong đó thì nhét đầy những cái tờ giấy chất liệu da lộn, sờ khá là mịn để quét. Có một điều mình không thích ở đây đó chính là cái pull tab. Các bạn nhìn thấy ở đây thì chất liệu chân xì đã bị nhăn rồi này. Một cái thì cụp, một cái thì xòe. Thực sự là cái pull tab nhìn hơi chán một chút. Tuy nhiên là
Cái chi tiết nhỏ này mình nghĩ là khi mang chân thì không ai để ý lắm. Lúc mà các bạn đi vào chân rồi thì cái này nó sẽ được bám vào chân, nó sẽ không bị cụp như này đâu. Và mình đi size 7.5, 7.5, y hệt dựa trên cái bảng size của trang web Minimal. Thì đây phải gọi là một trong cái đôi boots, cái đôi Chelsea boot đầu tiên mình có. Trước đây thì mình đã luôn luôn mong muốn là có được một đôi Chelsea boot. Tuy nhiên là mình chưa bao giờ có cơ hội để sở hữu một em nào như này cả. Và rất là cảm ơn Minimal đã gửi cho mình. Chắc chắn là cái đôi boots này sẽ không phải là cái kiểu everyday wear của mình, nhưng mà mình sẽ mặc vào những cái dịp trang trọng. Tiếp đến là một đôi giày của Vans. Và với cái hộp này thì các bạn chắc chắn sẽ biết là tiếp đến là một cái hộp Vans. Và nếu các bạn đã xem những cái video trước đây thì chắc chắn các bạn biết là đây là collab với Supreme. Thì đây chính là cái đôi giày mình đã mua gần đây. Thực sự mà nói thì mình đã hơi hối hận khi mua đôi giày này. Tại vì mình mua đôi giày này by mistake, là bởi vì nhầm chứ không phải là mình cố tình mua đôi này. Cái phối màu mình định mua là cái phối màu đỏ cam. Cái đôi giày này khá là đẹp. Và cái điều mà mình rất là thích đó chính là cái chữ Supreme viết bằng cái phông chữ tiếng Anh cổ ở đằng sau, rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì cái chất liệu phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Chất liệu bằng vải nhung. Chất liệu vải nhung là một trong những cái chất liệu khá là hot hiện nay sau những cái đôi giày như là đôi giày Van và Fear God, hay là cái đôi Sean Wotherspoon MF197. Ở đây thì có một cái tag của Vans và Supreme đằng sau. Chất liệu còn da rắn, cực kỳ chất lượng luôn. Retail của đôi giày này là 110 đô. Không biết là mình có nên giữ đôi giày này không hay là mình nên bán đi. Nếu các bạn nào muốn mua đôi giày này thì mình sẽ để với giá retail nhá. Tiếp đến đó chính là một cái pack mà mình khá là thích trong thời gian gần đây. Đó là đôi Air Force One Easter, hay còn gọi là Patchwork. Đôi giày này thực sự là phải gọi là quá là đẹp luôn. Đôi giày này có tên là Easter, là lễ phục sinh. Như cái tên gọi của nó thì đôi giày này được sản xuất cho cái ngày lễ phục sinh năm 2018 ở Mỹ. Tuy nhiên là do một vài trục trặc thì đôi giày này đã không ra kịp vào đúng ngày lễ phục sinh. Thế nên là đôi giày này đã được rời lại tầm một tháng sau đó với cái tên là Patchwork, tức là những cái miếng vá. Thì đôi giày này cũng rất là hợp so với cái tên thứ hai là những cái mảnh vá. Như các bạn có nhìn thấy đây thì đôi giày này như được vá bằng rất là nhiều chất liệu và màu sắc khác nhau. Chất liệu da bóng ở phần gót giày, chất liệu da lộn ở phần xung quanh mũi giày và dấu squat, chất liệu da ở những cái phần bên cạnh như là những cái đôi Jordan. Bản chất liệu vải dù ở đây ở phần toe box. Và đầu dây giày thì được bọc bằng một cái miếng bọc kim loại. Đôi này thì mình đi size 8, true size, và với giá retail là 120 đô nếu mà mình nhớ không nhầm. Tiếp đến trong cái pack này đó chính là đôi Nike Blazer, cũng là patchwork luôn. Thực sự là cái phối màu này cực kỳ đẹp, cũng có rất là nhiều chất liệu y như cái đôi Air Force One. Và một cái điều mình rất là thích của cái đôi giày này đó chính là đôi giày này sử dụng cái hộp Nike này. Phải nói là một cái thiết kế rất là cổ điển của Nike. Đây là những cái logo Nike ở thời kỳ trước, phải nói nhìn rất là vintage, rất là cổ điển. Và tiếp theo, bởi vì các bạn luôn luôn bảo mình là fan Nike thì nên là mình đã quyết định mua một đôi giày Adidas. Và đây chính là đôi giày mà mình đã mua. Đây chính là đôi Adidas Young One. Mình đã rất là thích từ những cái hình ảnh được đích ra đầu tiên. Đôi giày này là một trong cái đôi giày theo trend Dash Shoe của Adidas. Và đôi giày này có cái form rất là giống so với đôi Easy 700, với cái mức giá hoàn toàn rất là dễ chịu hơn, đó chính là 120 đô. Mình rất là thích cái phần này, sớ rất là sướng. Trước khi mua đôi giày này thì mình đã rất là phân vân giữa phối màu này và phối màu cam. Tuy nhiên là sau một hồi cân nhắc thì mình nghĩ là đôi giày này sẽ hợp hơn với everyday wear, tức là mang hàng ngày, hơn là phối màu cam. Phối màu cam tuy là nổi, nhưng mà khi mà mang đồ nổi thì các bạn có thể rất là dễ bị chú ý, các bạn không thể mang được mỗi ngày. Với phối màu này thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng phối đồ hơn là phối màu cam. Và đây chính là đôi giày cuối cùng mà mình đã pick up gần đây. Thì đây chính là một bản collab giữa Nike và Supreme. Và đây chính là nhân vật chính của bản collab này. Bản collab giữa Nike và Supreme. Đây chính là đôi Nike Spectrum. Cái họa tiết lửa này nhìn khá là vintage, khá là old school. Ở lưỡi gà, chữ Supreme và logo Nike. Ở trên cái đầu dây giày này thì có chữ World Famous. Ở đằng sau thì có một cái logo Supreme và một cái hình địa cầu với chất liệu phản quang. Và phải nói đôi giày này nhìn rất là nặng nề, tuy nhiên là rất là nhẹ. Mình khá là bất ngờ khi mà cái đôi giày này lại nhẹ như thế này. Và đó là đôi giày cuối cùng ở trong cái video này. Tiếp đến là chỉ còn hai món đồ nữa. Và món đồ đầu tiên đó chính là một cái túi. Chiếc túi này là một chiếc túi đeo chéo, một cái shoulder bag. Và đây là một cái local brand ở Nhật, có tên là Renew. Đây là một món quà sinh nhật mà bạn mình ở Nhật đã gửi cho mình. Mình vừa mới nhận được từ hôm qua, thế nên là mình cũng chưa có tìm hiểu lắm về cái
về cái hãng này. Nếu mà mình có tìm được link của hãng này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới. Cái túi này có cái form khá là giống với những chiếc túi đeo chéo của Supreme. Nói chung là cái túi này là cái túi khá là đơn giản. Và món đồ cuối cùng là một cái món đồ mà mình mong chờ rất là lâu, chắc phải mấy tháng rồi. Đó chính là những cái bông hoa này. Những cái bông hoa này có tên là Kaikaikiki. Và những bông hoa này đó chính là những cái tác phẩm nghệ thuật của một cái nghệ nhân Nhật Bản có tên là Takashi Murakami. Chắc hẳn là các bạn đã nhìn thấy cái ông nghệ nhân này ở đâu đó trước đây rồi. Tại vì ông này có mối quan hệ rất là thân thiết với Virgil of White và Kanye West. Và để sở hữu được ba bông hoa này thì mình phải gọi là cực kỳ khó. Với hai bông hoa này thì khá là dễ, các bạn có thể mua được ở rất là nhiều nơi ở Nhật Bản. Tuy nhiên là với bông hoa bảy màu này thì phải gọi là cực kỳ khó. Cái bông hoa này sẽ restock, tuy nhiên là sẽ không được báo trước. Và rất là may là mình đã nhờ được bạn mình ở Nhật Bản. Bông hoa này thì có giá retail là 20 đô. Tuy nhiên là rất là khó để có thể mua được những cái bông hoa này với giá như vậy, đặc biệt là ở nước ngoài. Vậy là đó là những cái món đồ mà mình đã pick up gần đây. Và nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe channel của mình. Cũng đừng quên follow mình ở trên Instagram, tại vì mình sẽ post những tấm ảnh outfit của mình trên đó. Đồng thời thì mình sẽ livestream vào mỗi chủ nhật hàng tuần trên đó. Thế nên hãy đảm bảo chắc chắn là các bạn đã follow mình ở trên Instagram. Ngoài ra thì mình muốn cảm ơn các bạn, tại vì channel của mình đã đạt mốc 20.000 subscriber vào tháng trước. Và hiện giờ thì nó đang ở 23.000. Và mình rất là muốn cảm ơn các bạn, tại vì nếu không có các bạn thì channel của mình sẽ không được như ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn không biết bao giờ gặp lại.